Đây thì hôm nay mình sẽ uh, giới thiệu một số loại tiền mà mình hiện tại mình sưu tầm được của uh, Pháp. Thì Pháp là một trong những 28 nước liên minh châu Âu sử dụng đồng tiền euro. Thì trong 28 nước liên minh châu Âu này á thì có uh, 19 nước là sử dụng chung một đồng tiền này nào hết cho nên nó rất là lộn xà ngầu nói chung thì thấy đồng tiền thì mình cứ lấy đồng tiền thôi chứ còn mình không biết nước nào của nước nào hết nếu mình để ý kỹ thì mình mới thấy mới biết hoặc mình tìm trên mạng còn nếu không thì mình cũng không biết hôm nay thì buổi tối nay rảnh rỗi thì mình soạn ra đây mình đăng lên cho các bạn tham khảo qua cho vui một tí thì đây là những đồng tiền ken tuy nhiên đây là những đồng tiền đều khác nhau chứ không giống nhau thì mình đi mua đồ họ thối về tiền lẻ thì mình có được thì mình sưu tầm ra những cái đồng tiền này nó cũng gần hai ba ký để trong đó rồi nhưng mà không biết bây giờ làm sao ấy nó nhiều lắm nó nặng lắm nhưng mà không được hai đồng ba đồng nữa nó cái này mà nó được cho một ký thì không biết được đồng hai đồng gì hay không mình thì mình làm một đống trong đó rồi cái này toàn đi mua đồ ở siêu thị rồi người ta thối lại cho mình Thì mình phải lấy ừ. tiền không loại nào giống loại nào hết Tuy nhiên nó rất nhiều lắm Đây là Có 19 nước chính thức là sử dụng cái đồng euro này chung với nhau Nó lộn sang ngầu với nhau Miễn bạn thấy euro thì bạn cứ lấy thôi Thì trong đó là có nước áo nè Bỉ nè cộng hoa ship nè Phần Lan nè Pháp nè Đức nè Hy Lạp nè um, Alen nè Ý này, Luxembourg nè Hà Lan nè Bồ Đào Nha nè Tây Ban Nha nè và bốn nước gì đó nữa mình quên nè thì nó để mình cho các bạn coi đây là đồng một sen tự nhiên có đồng mới đồng cũ này mình không có có có, có tìm được đây nè một sen này rồi nó 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 hạ tiền quá trời luôn cho nên những bạn nào đi mua đồ những bạn nào mua hàng bên pháp mỹ phẩm mỹ đồ bên pháp này rất là lợi tại vì đồng tiền nó hạ cho nên các bạn trả hạ còn giống như cái năm hai nghìn mười sáu hai nghìn mười sáu hai nghìn mười năm hai nghìn mười sáu là các bạn trả tiền nóng mặt luôn á nhưng mà cái năm hai năm này nó hạ quá trời thì một đồng này là cho 25 đồng đi cho 24 đồng nhưng mà cho 25 đồng cho nó chẳng đi 25.000 Việt Nam một đồng này 25.000 Việt Nam thì một cái đồng này 10 sen này thì nó được 2.000 rưỡi Việt Nam 2.000 rưỡi Việt Nam thì 2.000 rưỡi Việt Nam thì một cái đồng một sen một gen một sen này thì các bạn thấy mấy 2.000 rưỡi thì cái này chỉ là rưỡi đồng Việt Nam nhưng mà hiện bây giờ Việt Nam nó đâu có dùng được 500 đồng nữa. Một ngàn trở lên thôi. Với 500 thì cũng là hiếm rồi. Nhưng mà cái này nè. Chưa... hai cái này thì nó mới được 500. hai cái này thì em mới được 500 đồng lẻ của Việt Nam. 500 đồng lẻ, 500 tờ đỏ, thì giấy đỏ của Việt Nam. À. Mà bên này nó cũng còn dùng. Nó dùng rất là chi là phổ biến. Và nó luôn sản xuất mới nè. Các bạn quay nè. Cái nó còn mới còn bóng can luôn. À... 1 sen đến 2 sen đến 5 sen thì cái hình bản đồ nó nằm trong vòng tròn này. Đó, nó nằm trong vòng tròn. Đây là hội đồng chung của châu Âu. Đây là cái cái sơ đồ à cái địa cái, cái cái cái, bản đồ quên lâu ngày quên trách đó. Đây là những cái hình thù những cái, 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 cái đây là cái bản đồ của hội đồng chung châu Âu đã sử dụng đồng tiền này. Đó. À, cái nào nó giống nhau hết có một mặt có mặt trang của nó mặt cái chữ số to là nó giống nhau hết nó một mặt hết từ một đồng cho đến hai đồng đó. các bạn thấy không còn bây giờ trở lui lại cái mặt sau của nó là khác nhau này để các bạn phân biệt này cái mặt sau của nó này đây là một sen này à, cái mặt sau của nó đây là mô hình một con người nè cái này là chữ 12 này đây là cái loại này mới nè này. 2012 50cm này mới nè Còn cái này cũng hình cái mặt người giống như bên kia này được sản xuất là 2010 2010 Lâu này mình không để ý mấy cái này đâu Mình để ý mấy tờ giấy khác nhau thôi mình không để ý mấy cái này đâu. Hôm nay nó chọn ra mỗi thứ mỗi đồng để mà đưa lên cho các khoe cho các bạn cùng coi để cùng biết cái đồng tiền nó như thế nào thì mới thấy ra tiền kem trước kia nha xứ mình dùng cũng nhiều sản xuất ra nhưng mà sau này nó bắt tiện, bắt lợi quá đừng người ta bỏ hết người ta không dùng tiền kem này các bà các chị làm rớt quá làm mắt quá trời cho nên thời gian sau này không ai ủng hộ nữa thì người ta phải thu hồi lại nhà nước và thu hồi lại những đồng tiền kem hết xong được phát hành một năm hai năm thôi thì mình thấy đã thu hồi lại hết rồi thực ra nó bất tiện nó rất là bất tiện đó nhưng mà bên đây người ta vẫn dùng hết đây cái này là 2015 này nó mỗi hình mỗi khác nhau hết nữa. cái này hình tháp này cái này hình vị tổng thống khác này không biết là tổng thống nào đây nó mờ mình không thấy năm còn đây là 10 cm này. Đó. 10 sen. cái hình này không biết bằng chân hay cái đầu người nữa. Mẹ Maria hay là Maria hay là cô nàng nào đây mình không biết. Hình này thì 2003. Mới tinh. đây là cái biểu tượng khải hoàng môn của nước nào đây? Cổng thành của nước nào đây? 2000 2000 là chín nha nghiên cứu xong mấy cái đồng tiền này cũng rã rời đây là 20 sen thì các bạn thấy không 20 cent. cứ thấy uh, euro là, là, lấy thôi chứ còn không biết có nước nào có nước nào hết lộn xe ngầu đó hình đây là một hình cô gái đang thể dục thể thao mạnh mẽ này đó. còn cái hình này là hình hình này đó cũng hình là hình tháp giống như bên kia đó 2002 đây, là hả? đây cũng là một cô gái này, Maria này đức mẹ Maria này còn đây đây cũng là một ông tướng mà ông tổng thống nào của nước nào đây Mấy cái này 50 sen này cô gái múa này đó đây 50 cent nữa này đây tây ban nha đây tay 50 sen đây là cái hình đó hoa sen này. này. No. Chụp đó hoa sen này ức gì Việt Nam hả? No. <laughs> đó hoa sen này được Việt Nam nó ra hội, nó đồng tiền. Việt Nam thì đẹp biết mấy. Nằm chung trong lọt Việt Nam lọt vô top. Liên minh châu Âu thì quá mm. xa. Quá đã, quá đã mm. con cào cao. Đó, à, cộng thành nói cho đúng thì khó phân biệt ra được xứ nào xứ nào chỉ có vài xứ nó ghi thôi đó. bộ đầu đó hôm nay các đây bạn nhìn nha. như này có thể thấy, thấy cái đầu tóc không nằm đây nè nhưng mà nhìn ngược này đó ông trọc bon một bên thì là cái nào cũng đúng hết đó. giống nhau hết ừ. một bên thì là đó, Của đây là bắt đầu đến một đồng này một đồng này thì ừ. giá là 24 mươi à, ngàn Việt Nam đây trước kia là 27 đến 28 đồng bạn bây giờ nó hạ xuống nó hạ bằng đồng tiền uh, nó trên hơn tí đồng tiền uh, đô la thôi của Mỹ thôi châu cha nó phức tạp lắm nó phức tạp dữ dội dội lắm đó đây là hình con chim đại bàng chim ó con hình này là giống như hình gì các bạn biết không hình con ó hình con này giống như hình trong chai dầu miên của Mỹ đem về đó, đó. Kenta mới tiền Kenta bây giờ qua tiền giấy nè à, năm đồng 5 đồng 5 euro